Chào tất cả bệnh nhân, quý bệnh nhân và người nuôi. Dạ. Thì thông thường thì các thầy dành thời gian để bệnh nhân mình khám bệnh ở trong phòng các thầy thì ít khi có dịp để mà mình sinh hoạt, mình trao đổi những cái chung. Thì hôm nay thầy cũng dành một chút thời gian để thầy trao đổi thêm với mình một chút. Có những điều sau đây thầy muốn chia sẻ. Cái thứ nhất là ngày hôm thứ Bảy đó thì có một mạnh thường quân có ủng hộ về phòng khám là 500 kg gạo. Thì gạo này cũng là gạo tím, nhưng mà do cái nguồn gạo này với cái nguồn gạo mà sử dụng cho bệnh nhân là khác nhau, cho nên cái nguồn gạo này các thầy không dùng cho bệnh nhân, mà có cũng có nói với cái chủ mà người ta ủng hộ gạo đó là xin cái gạo này dành cho người nuôi bệnh nhân, tại vì trong suốt thời gian mà mình hỗ trợ điều trị ở đây á, thì ở thường bệnh nhân ở tới 3 tháng lận thì có người nuôi theo để chăm, thì cái phần gạo cũng phải kinh phí mỗi thứ mỗi chút cũng phải mua. Do đó thì hôm nay á, các thầy dùng cái số gạo là 500 kg gạo đó của Mạnh Thường Quân đó phân chia ra cho tất cả những người nuôi ở đây là mỗi người được 2,5 kg, coi như là giống như là động viên cái tinh thần mình thôi, chứ nó cũng không có gì là nhiều. Thì lát nữa thầy sẽ chuyển cái số gạo đó ra đằng trước, rồi khi mình bệnh nhân với người nuôi mình khám bệnh xong á thì mỗi người nuôi mình về mình xách giùm thầy một túi gạo nha, túi gạo 2,5 kg đó. Cái đó là cái đầu tiên mà các thầy rất là mừng, tại vì không có, nói chung là các thầy ở đây giúp cho bệnh nhân bằng cái tinh thần yêu thương cho không giống như cha, cho nên là không có, hãy có cái điều kiện gì mà làm giúp tốt cho bệnh nhân thì các thầy sẽ làm, thì có điều kiện gì tốt là các thầy sẽ chia sẻ hết cho bệnh nhân đó. Đó là cái tinh thần ở đây là như vậy. Và cái thứ hai nữa là cũng báo với tất cả các quý bệnh nhân và người nuôi một cái tin vui, đó là cô Tịch Lâm. Thì cô ở đây cũng có xem qua cái kênh YouTube của phòng khám thì cũng thấy rất là thương tất cả bệnh nhân, đặc biệt cô có chú ý tới tất cả các thầy thuốc và nhân viên ở đây, thì cô có suy nghĩ là cô sẽ ủng hộ cho tất cả thành viên và người nuôi, xin lỗi thầy nói lộn, ủng hộ cho tất cả thành viên và của phòng khám đó, thì mỗi người là một suất cái bảo hiểm y tế đó là một năm, để cho các thành viên của phòng khám, các thầy thuốc ở đây được thẻ bảo hiểm y tế đúng hạn để mình sử dụng khi mà lỡ như cái sức khỏe mình có sự cố hay là có cần phải đi bệnh viện gì đó thì mình có bảo hiểm, mình đỡ phải tốn tiền đó. Cái đó là cũng là một niềm động viên an ủi tinh thần cho các thầy thuốc cũng như là các thành viên của phòng khám mình, thì đó cũng là báo với bệnh nhân mình với người nuôi để mình vui, mình vui chung với các thầy. Thì mỗi một thành viên nào cũng được cái sức bảo hiểm đó hết. Thì ở ngoài giống như công ty ở ngoài thì cái phần đó là do lãnh đạo của công ty lo, nhưng mà do phòng khám của mình á là yêu thương cho không, kinh phí mình không có đầu vô, có nghĩa là tất cả mọi thứ mình đều cho không, mình không có nguồn thu. Thì tất cả những người ủng hộ cho phòng khám thì ủng hộ vào cái mục gì thì các thầy làm đúng cái mục đó và báo cáo đầy đủ kịp thời để mọi người hiểu và chung tay góp sức, cho nên là mỗi một cái hạng mục mà nếu làm được thì các thầy vẫn thông báo lên trên mạng để cho mọi người nắm. Thì một lần nữa thì con cũng xin thay mặt cho thầy thuốc cũng như là các thành viên phòng khám cảm ơn gia đình cô Lâm, cô Tịch Lâm ở Canada đã ủng hộ cho các thầy và thành viên phòng khám về cái bảo hiểm y tế. Xin được cảm ơn cô. Thêm một cái chương trình nữa là do cái thời gian vừa qua đó phòng khám á, các thầy xây dựng á, thì chưa có dành nhiều thời gian để hướng dẫn cho các bệnh nhân về cái hỗ trợ, cái phương pháp hỗ trợ điều trị đó. Thì thứ năm 7 giờ sáng ngày thứ năm thì thầy Thanh sẽ chủ sự cái buổi hướng dẫn đó,
Có nghĩa là thầy sẽ ở đây để hướng dẫn cho bệnh nhân và người nuôi về cái phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư, cũng như là cái cách ăn uống của mình như thế nào cho đúng trong suốt cái thời gian mà mình ở đây mình điều trị. Thì trong cái thời gian mà thầy hướng dẫn đó thì bệnh nhân cứ đi khám bình thường, mình dẫn vô phòng các thầy mình khám, rồi ai có thời gian thì mình ra đây mình ngồi một chút, và người nuôi á sẽ ngồi ở đây để các thầy hướng dẫn cho mình. Ví dụ mình có những câu hỏi thắc mắc gì đó mình cứ mạnh dạn mình hỏi để thầy giải đáp chung cho mọi người mình nắm rõ đó, để mình hiểu được, mình làm cho tốt. Với lại thêm cái nữa là cái gì, ví dụ như ở nhà trọ hay là sinh hoạt hay như thế nào khó khăn gì đó, cứ mạnh dạn mình nói lên, mình chia sẻ để cho các thầy nắm cái vấn đề đó, rồi coi cái gì giúp được thì các thầy giúp, còn không có thì thầy sẽ liên hệ với những người nào có thể giúp được, hoặc là liên hệ với anh Xuân Dũng để giúp cho mình. Thì cái điều đó cũng là điều tốt. Thứ năm này nha, sáng thứ năm lúc 7 giờ thầy sẽ ở đây để thầy hướng dẫn cho mọi người. Với một cái vấn đề cuối cùng nữa thầy muốn chia sẻ với mọi người là do nhu cầu của phòng khám. Thì ở đây tất cả bệnh nhân hiện tại đã lên tới 100, gần 150 người rồi. Thì cái số lượng bệnh nhân đông thì mình cũng không tránh được tình trạng là đôi khi có những bệnh nhân cần phải can thiệp bởi tây y. Ví dụ như trong người mình thấy khó chịu, hoặc là sức khỏe mình cần phải vô nước biển, hoặc là nhờ tây y can thiệp gì đó. Mà ban ngày thì không sao, mà lỡ nửa đêm nữa hôm á cũng khó. Thì cần có một cái chiếc xe cấp cứu để mà kịp thời để đưa mình đi. Thì hiện tại thì phòng khám chưa có cái kinh phí để mà mua được chiếc xe cấp cứu. Hồi xưa thì cha có chiếc xe cấp cứu, cha đứng tên, nhưng mà chưa lăn bánh được vì cha chưa có đăng ký được để mà chạy đó. Thì hiện tại thì phòng khám cũng chưa có chiếc xe cấp cứu nào. Thì thầy có liên hệ với bên mà đơn vị mà xe cấp cứu đó, thì cũng có phối hợp. Thì chương trình dự kiến là sắp tới sẽ bên đó họ sẽ để lại đây một chiếc xe cấp cứu để giúp cho bệnh nhân mình kịp thời để mà mình đi bệnh viện. Thì thầy cũng có nói trước luôn là tại vì xe cấp cứu này không phải là do xe cấp cứu mà phòng khám mua, tại vì mình không có tiền để mình mua, nhưng mà do nhu cầu cần có chiếc xe cấp cứu để lỡ nửa đêm nửa hôm. Bệnh nhân thì ở gần gần đây nè, coi như là mình ở nhà trọ xung quanh này, nhưng mà đôi khi nửa đêm mà mình cần đi bệnh viện á, mà kêu xe cấp cứu bên ngoài nhiều khi xe nó xa quá tới không kịp. Thì ở xe cấp cứu gần thì mình cũng yên tâm hơn đó. Thì thầy mới liên hệ với bên đơn vị xe cấp cứu đó, thì họ cũng có đồng ý là họ sẽ để lại đây một chiếc xe cấp cứu, và khi cần thiết á, thì họ sẽ trực tiếp họ lên đây họ chạy cho mình. Nhưng mà cái đó là dịch vụ nha. Thì thầy cũng sẽ nói với bên xã, có nghĩa là đây là thầy kết hợp với xe đơn vị cấp cứu bên ngoài để có điều kiện để bệnh nhân mình có thể mình rút ngắn được cái thời gian mà mình kêu xe bên ngoài. Thì mình sẽ có chiếc xe cấp cứu ở đây, nhưng mà không phải là xe cấp cứu của phòng khám, do đó cái kinh phí là không phải các thầy sẽ cho không cái vấn đề đó. Ví dụ như về riêng về cái phần mà mình kêu xe cấp cứu đây là dịch vụ, thì giữa mình với bên hãng chỗ xe cấp cứu đó là tự thỏa thuận giá cả với nhau tự đi, các thầy không có can thiệp, không có liên quan vấn đề về kinh phí xe cấp cứu. Thầy cũng nói trước luôn để cho mọi người hiểu, chứ không phải là ở đây các thầy đưa xe cấp cứu về đây rồi lấy tiền bệnh nhân nha. Mọi người phải hiểu chỗ đó cho các thầy, bởi vì mình không có kinh phí để mình mua xe cấp cứu và mình vận hành để mình không có lấy tiền bệnh nhân. Do đó là các thầy chỉ có thể kết hợp với đơn vị bên ngoài để cho họ gửi chiếc xe ở đây thôi, nhưng mà họ vẫn lấy tiền mình, nhưng mà với cái mức giá phải chăng hay gì đó. Thì lúc đó các thầy sẽ làm việc với bên đó xong, thầy sẽ đi ra xã, thầy trình với xã, tôi muốn kết hợp với đơn vị xe cấp cứu này để giúp cho bệnh nhân. Rồi giữa bệnh nhân với bên xe cấp cứu đó, về chi phí như thế nào đó thì hai bên tự thỏa thuận với nhau mà đi, chứ phòng khám sẽ không có can thiệp vào cái vấn đề kinh phí đó. Đó, thầy cũng nói trước như vậy để đừng trách các thầy nói sao các thầy yêu thương cho không mà
mà các thầy lại lấy tiền, đi lấy tiền xe cấp cứu là không có. Tại vì các thầy cũng nói trước là như vậy đó, là tiền cấp cứu là tự mình phải lo nha. Thì mình cũng hiểu cho các thầy là không phải xe của các thầy, mà xe của chỗ đơn vị cấp cứu, thì người ta lấy tiền mình gì đó, thì cái đó là giữa mình với bên đó. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, mình cũng mừng ở chỗ là mình có điều kiện. Quan trọng nhất là các thầy cố gắng làm sao để cho mình có được cái điều kiện điều hỗ trợ điều trị tốt nhất. Kể cả khi mà mình gặp những cái sự cố về sức khỏe, mình cần đi bệnh viện là có xe để đi liền. Cái đó là cái quan trọng nhất. Còn cái vấn đề thí dụ như khi nào mà các thầy có điều kiện mua được xe cấp cứu, mà đứng tên chạy được chiếc xe cấp cứu đó, mà có kinh phí để mà vận động vận hành chiếc xe đó, như tiền xăng hay gì đó, thì các thầy sẽ không có lấy tiền mình. Đó là của phòng khám. Còn cái này là các thầy phải phối hợp với đơn vị bên ngoài, xe của người ta, xe của đơn vị đó, và xăng cộ tất cả mọi thứ bên đó chi trả hết, cho nên là họ vẫn thu phí mình. Thì cái đó thì thầy sẽ trong thời gian sắp tới, thầy dự kiến như vậy là sẽ qua bên xã để mà làm trình tường trình vậy đó, rồi để cho xã họ hiểu. Chứ không có là nhiều khi những người ta không thích mình, ta ghét mình, ta nói các thầy đó giờ chuẩn bị qua màn lấy tiền bệnh nhân nữa, thì cũng tội cho mấy thầy quá. Thì nói chung là ở đây các thầy cũng thực hiện theo đúng những gì cha đã hướng dẫn cho các thầy, cũng như là cha đã để lại cái di sản này. Giống như là về phần chữa bệnh thì các thầy vẫn là học trò của cha, thì các thầy vì thương nhớ cha, cũng như là cha đã từng đào tạo các thầy, khi cha nằm xuống thì các thầy mới để cái hình ảnh cha đây để các thầy tôn thờ cái hình ảnh đó trong lòng. Tại vì cái gì cũng vậy, uống nước nhớ nguồn. Nếu như các thầy không để cái ảnh của cha lên đây các thầy thờ, thì bản thân các thầy chính là người đạp đổ những gì cha đã dạy đó. Mà trong khi các thầy để hình ảnh của cha ở đây, có nghĩa là các thầy chính các thầy thờ. Các thầy không yêu cầu mọi người thờ nha. Ở đây các thầy không kêu gọi tất cả mọi người là thắp hương, đọc kinh hay là làm gì hết. Cái đó thì tự lòng mỗi người. Ví dụ như người nào có đạo Công giáo, hay là mình muốn thắp cho cha cái nén nhang hay gì đó, là tự mỗi người tự phát sinh ở trong tấm lòng mình thôi. Chứ không phải là các thầy tới đây rồi các thầy yêu cầu bệnh nhân phải đốt nhang, thờ quỳ lại, thờ cúng gì đâu đó. Cho nên ở đây là phòng khám, ở đây là phòng chuẩn trị học cổ truyền, có đầy đủ các giấy phép hết. Hôm bữa Sở Y tế cũng xuống kiểm tra rồi thì cũng đầy đủ. Cho nên là ở đây các thầy thờ là do các thầy là đạo Thiên Chúa Giáo, và cha là thầy của tất cả thầy thuốc ở đây. Cho nên là vì tôn sư trọng đạo, vì cha là người dạy dỗ các thầy, nên mới có ngày hôm nay đứng được ở đây để giúp cho bệnh nhân. Thì cho nên các thầy để hình ảnh của cha, mà là cha là linh mục Công giáo nữa, là cha chung của tất cả mọi người, chứ không phải là cái hình ảnh cha ra ở nhà. Cho nên là các thầy mới để hình ảnh cha ở đây để mà tự động các thầy để tưởng nhớ trong lòng đó. Cho nên là các thầy vẫn yêu thương cho không tất cả mọi người, chứ ở đây các thầy không có lấy tiền của bệnh nhân. Cũng giống như là trước cha cũng vậy á, cha cũng kêu gọi những mạnh thường quân là những người ở khắp mọi nơi trên đất nước, để có điều kiện để giúp đỡ về cho tất cả bệnh nhân. Hễ mà có điều kiện như thế nào thì cha giúp đỡ như vậy. Thì ở đây các thầy cũng vậy, các thầy cũng làm theo cái gương của cha, vì đó là cha đã dạy dỗ các thầy như vậy. Cho nên là cái mà việc các thầy làm chính là cái cách các thầy trả ơn cho cha đó, là mỗi ngày các thầy vẫn yêu thương cho không, vẫn dùng cái chuyên môn của mình để mà giúp đỡ cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn đến đây, để mình có được cái hy vọng mình vượt qua căn bệnh. Còn tất cả những bộ hồ sơ mình đi khám bệnh là do bệnh viện chẩn đoán mình, hồ sơ đầu vào đầu ra. Chứ đây các thầy không phải là người kết luận cho mình như thế nào đâu, mà là bác sĩ kết luận như vậy thì sẽ khách quan hơn. Còn việc phòng khám ví dụ mở cửa ra là để đón nhận những bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn á, với không có điều kiện điều trị Tây y đó, đó là cái mục tiêu chính mà cha với các thầy xưa giờ vẫn làm đó. Thì cái ý nghĩa nó là như vậy. Thì bây giờ thì cũng không làm mất thời gian của tất cả bệnh nhân, quý bệnh nhân ở đây.
thì thầy cũng xin kết thúc ở đây. Thì tí xíu nữa đó là khi mà mình khám xong nha, khám các thầy xong hết rồi mình ra về đó, thì ai là người nuôi á, thì mình sẽ nhận một bịch gạo là 2,5 kg đó, rồi mình mang về. Thì ai có rồi thì thôi, không nhận nữa, mình nhận một phần thôi, thì ra ngoài bàn ngoài đó nhận. Như vậy thì cô Lan lát nữa cô Lan sẽ phát cho mình, cô Lan là đại diện Mạnh Thường Quân sẽ phát cho mình. Thì thầy Thanh cũng xin cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho được 500 kg gạo, ủng hộ cho phòng khám. Thì thầy cũng xin dùng cái số gạo này giúp cho những người nuôi của bệnh nhân. Thì trong quá trình mà mình chăm sóc bệnh nhân ở đây, mình có rất là nhiều cái chi phí, mà các thầy không có kinh phí để mà giúp cho mình cái khoản đó. Thì hễ mà có điều kiện gì là giúp. Thì cũng xin chia sẻ như vậy. Thì hẹn gặp lại tất cả quý bệnh nhân ở đây vào sáng thứ năm, thì thầy sẽ hướng dẫn cho những bệnh nhân về cái quá trình điều trị, hỗ trợ điều trị ở đây, mình ăn uống như thế nào, rồi có thắc mắc gì, có khó khăn gì á về vấn đề nấu cháo á, hoặc là uống thuốc như thế nào, hoặc là tất cả những cái khó khăn gì đó cứ trình bày ra, cái gì thì các thầy giải đáp được thì thầy giải đáp đó. Đây, bây giờ xin mời tất cả quý bệnh nhân mình về phòng của các thầy để mình khám bệnh.